Yagi là cơn bão số 3 đổ bộ Việt Nam vào năm nay, đồng thời là một trong những cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông 10 năm qua. Tính đến 13 giờ ngày 6 tháng 9, tâm bão số 3 đang áp sát đảo Hải Nam Trung Quốc, vị trí tâm ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 485 km. Cường độ vẫn đang ở cấp siêu bão, cấp 16, sức gió vùng gần tâm bão từ 184 đến 201 km h giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h. Theo dự báo, bão số 3 sẽ giữ cường độ cấp siêu bão tới chiều ngày mùng 6 tháng 9, sau đó đến đêm đi vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ vẫn rất mạnh, cấp 13-14. Khoảng chiều ngày mùng 7 tháng 9, tâm bão sẽ đổ bộ đất liền Bắc Bộ. Với hoàn lưu rộng lớn, ngay từ chiều nay, mùng 6 tháng 9, bão sẽ gây gió mạnh cấp 6 cấp 7 cho vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ. Từ tối và đêm nay, toàn bộ các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Bà, Cát Hải, gió mạnh dần từ cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trên đất liền, thời gian nguy hiểm nhất do gió báo là từ đêm nay đến tối mai. Cảnh báo vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh từ cấp 6 đến cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 14 sâu trong đất liền phía đông bắc bộ, gồm thủ đô Hà Nội, có gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 19 đến cấp 11. Để chủ động phòng tránh bão số 3, nhiều địa phương trên cả nước đã cho học sinh nghỉ học. Sáng ngày 6 tháng 9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội họp chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn trước nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của cơn bão số 3. Tại cuộc họp, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đã yêu cầu các trường không tổ chức học, kể cả học thêm, vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 9. Cũng trong sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình ban hành văn bản chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, tin học và ngoại ngữ của tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các huyện, thành phố cho trẻ em học sinh, học viên nghỉ học để phòng tránh cơn bão số 3 và mưa lũ. Tại công văn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thông báo cho trẻ em, học sinh, học viên, nghỉ học, không đến trường vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 đồng thời tổ chức trực báo 24 trên 24 giờ, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ của địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. Quán triệt cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, học viên chủ động phòng tránh bão, tổ chức dạy bù chương trình đảm bảo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu các đơn vị thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 9 và bố trí thời gian dạy bù vào thời gian phù hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cũng có quyết định cho học sinh sinh viên nghỉ học từ ngày 6 tháng 9 đến khi bão tan. Đối với những em đã đến trường trong hôm nay, các trường hướng dẫn học sinh sinh viên thu dọn, chống bão và nghỉ học. Trước diễn biến phức tạp khó lường của cơn bão số 3, nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cho học sinh nghỉ học ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 9 và không tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài trường trong ngày Chủ nhật ngày 8 tháng 9 cùng với đó thực hiện các phương án đảm bảo an toàn đối với người và tài sản, hồ sơ tài liệu, sách vở, máy móc thiết bị, đồ dùng đồ chơi của nhà trường. Đối với các trường có học sinh nội trú, cần có phương án đảm bảo an toàn và nguồn cung cấp thực phẩm nước uống đầy đủ cho học sinh trong thời gian ở tại trường. Cũng trong sáng nay, Sở Giáo dục tỉnh Thái Bình quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 6 tháng 9 và ngày 7 tháng 9 để tránh bão học sinh tỉnh Bắc Giang được nghỉ học ngày 7 tháng 9, riêng chiều ngày 6 tháng 9. Tùy theo diễn biến của cơn bão số 3 và thời tiết từng khu vực, thủ trưởng các đơn vị chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, bố trí học bù phù hợp vào thời gian thích hợp. Hải Phòng cho học sinh nghỉ học từ 10 giờ ngày 6 tháng 9. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh căn cứ tình hình mưa bão, chủ động chỉ đạo học sinh các cấp học trên địa bàn nghỉ học nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Đến 14 giờ hôm nay, 10 tỉnh thành đã cho tổng cộng 5,6 triệu học sinh nghỉ học để tránh bão gia ghi. Tất cả địa phương yêu cầu trường học kịp thời di rời tài sản, hồ sơ học liệu đến nơi an toàn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão. Sau khi bão tan, các trường dọn dẹp sạch sẽ khuôn viên để phòng chống dịch bệnh, bố trí học bù phù hợp để đảm bảo kiến thức cho học sinh. Nhiều trường đại học cũng điều chỉnh lịch đón tân sinh viên. Đại học Kiến trúc Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hủy buổi nhập học ngày 7 tháng 9 những sinh viên có đủ hồ sơ và đã về Hà Nội có thể đến trường làm thủ tục ngay trong hôm nay. Đại học Mỏ Địa Chất, Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Học viện Ngoại giao cho nghỉ học ngày mai. Trường Cao đẳng Y Hà Nội thông báo đến toàn thể sinh viên nhà trường lịch nghỉ tránh bão số 3. Do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, bão ghi đang tiến vào khu vực đất liền. Nhà trường cho sinh viên nghỉ học từ ngày 7 tháng 9 đến hết ngày 8 tháng 9 để đảm bảo an toàn cho sinh viên. Sinh viên sẽ quay trở lại trường học vào ngày 9 tháng 9. Trong thời gian nghỉ, nhà trường đề nghị sinh viên tránh đi lại nếu không cần thiết và tuân thủ các quy định an toàn, đồng thời yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Riêng sinh viên các lớp đang học thực hành, thực tập lâm sàng ngoài nhà trường, thực hiện nghỉ theo kế hoạch của cơ sở y tế. Để đảm bảo an toàn phòng chống bão, Học viện Phụ nữ và Học viện Ngoại giao cũng quyết định cho sinh viên nghỉ học ngày 7 tháng 9. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, đến chiều 5 tháng 9, quân đội đã huy động tổng số 457.460 người sẵn sàng ứng phó với bão Yagi. Trong đó, bộ đội 99.100 người, dân quân tự vệ 318.900 người, dự bị động viên 39.370 người. Hơn 10.100 phương tiện, trong đó có 400 xe đặc trùng, 4.770 ô tô, 4.940 tàu thuyền và 6 máy bay cũng được huy động. Các lực lượng và phương tiện được huy động từ quân khu 1, 2, 3, 4, 5, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không không quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Binh đoàn 18. Ảnh hưởng bão Gia Ghi, các sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, Cát Bì, Hải Phòng, Nội Bài, Thọ Xuân, Thanh Hóa sẽ tạm dừng tiếp nhận tàu bay trong một số khung giờ ngày 7 tháng 9. Theo Cục Hàng không Việt Nam, khoảng 240 chuyến bay nội địa và 70 chuyến bay quốc tế sẽ phải hủy trong ngày 7 tháng 9. Ngoài ra, hoàn lưu bão kèm theo mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt tại các cảng hàng không như Điện Biên, Vinh, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác của máy bay. Hãng Vietjet Air dự kiến tạm dừng 8 chuyến bay đến và đi sân bay Cát Bì từ 5 giờ đến 16 giờ ngày 7 tháng 9, dừng 67 chuyến bay đến và đi sân bay Nội Bài từ 10 giờ đến 19 giờ, dừng 4 chuyến bay đến đi sân bay Thọ Xuân từ 12 giờ đến 22 giờ. Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác sẽ điều chỉnh thời gian khai thác do ảnh hưởng của bão. Cục trưởng hàng không Đinh Việt Thắng yêu cầu hãng thông báo tới hành khách các chuyến bay dừng khai thác trong thời gian sân bay đóng cửa. Cục sẽ cấp phép tăng chuyến cho các hãng từ ngày 8 tháng 9 để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách sau bão. Đơn vị quản lý các sân bay được yêu cầu tập trung nguồn lực để phòng chống ảnh hưởng của bão đến hạ tầng kỹ thuật của cảng và tàu bay trên sân, thực hiện nghiêm các phương án phòng chống bão của địa phương. Từ đêm nay đến đêm mai, khu vực phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa 100 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Ngày và đêm mai khu vực phía Tây Bắc Bộ mưa 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Ngày và đêm mùng 8 tháng 9, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa 20 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm. Riêng Tây Bắc và Việt Bắc mưa to 50 đến 150 mm, có nơi trên 250 mm. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng 9, trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ lên trên ở các sông là 2 đến 6 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại miền núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và Hòa Bình có khả năng lên báo động 2, 3. Đỉnh lũ trên sông Thao, Thượng Lưu Sông Lô, Sông Cầu, Sông Thương, Sông Lục Nam, Sông Hoàng Long lên báo động 1, báo động 2. Sông Bưởi, Thượng Nguồn Sông Mã ở Thanh Hóa lên trên báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa. Nguy cơ ngập lụt tại các đô thị, thành phố và vùng đồng bằng Bắc Bộ do mưa lớn, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Hà Nội.